Xin chào anh em, mình là Gầy, lại đến số Audio Toys cuối tuần. Hôm nay thì có một sản phẩm khá là hay. Trước đây thì anh em hay bảo là True Wireless thì đặc biệt là những tai nghe Bluetooth ấy, mà ngon ngon tí đều rất là đắt, toàn khoảng độ 1 triệu, 2 triệu các thứ, và rất là khó có những cái sản phẩm dưới 1 triệu. Vậy thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một sản phẩm thực sự là dưới 1 triệu. Không phải chiếc Pamu Scroll đợt mới chạy campaign là xuống 900 nghìn, không phải sản phẩm đấy. Mà đây là thực sự là sản phẩm mức giá dưới 1 triệu mà lại còn cực ngon, đợt này khoảng có 700 nghìn thôi mà lại bán ở Việt Nam, dễ dàng mua, dễ dàng bảo hành luôn. Anh em xem video nhé. Cái sản phẩm của chúng ta có tên là BD800 TWS của WK. Cái sản phẩm này thì nhìn từ cái hộp mình đã thấy có một sự rất là thú vị đây rồi. Bởi vì ở ngay trên chữ BD800 là Hummingbird là tiếng Anh, xong ở trên lại có tiếng Nhật. Bởi vì mình không biết đây có phải tiếng Nhật hay không, nhưng mà mình nhìn có vẻ tiếng Nhật bởi vì mình không biết tiếng Nhật. Nhưng mà sản phẩm này lại design ở Hồng Kông và made in China. Ở bên trong mở hộp ra, mình rất là thấy thắc mắc là tại sao một nhà sản xuất họ làm một sản phẩm có mức giá rất là rẻ, mấy trăm nghìn thôi, một chiếc tai nghe True Wireless, mà họ làm rất là kỹ lưỡng, kể cả phần đóng hộp của vỏ hộp. Cái vỏ hộp nó bóng bẩy như vậy rồi, bên trong các bạn nhìn này, cái bao hướng dẫn sử dụng người ta cũng in rất là cẩn thận. Cái bao này bên trong mặc dù rất là to, trông như phong bao lì xì, nhưng bên trong cái sách hướng dẫn sử dụng của nó thì rất là đáng yêu. Đây là cái sách to nhất mà các bạn có thể có, còn hai cái còn lại thì ma giờ bé luôn, mình đã rút ra rồi. Đây là một trong các cái sách bảo hành, và đây là sách hướng dẫn sử dụng. Các bạn thấy không, rất là kỳ lạ luôn. Tờ giấy thì bé tí như này cho là bàn tay của mình, sách hướng dẫn sử dụng của nó. Và các bạn luôn luôn nhớ rằng là đối với các sản phẩm, đặc biệt là tai nghe không dây rồi thì loa lẽ các thứ, thì các bạn phải giữ cái sách hướng dẫn sử dụng này, bởi vì chúng ta sẽ cần phải đọc một, chắc là phải một vài lần những cái hướng dẫn của hãng làm sao để có thể điều khiển chỉnh chiếc các thứ một cách tốt nhất. Bên trong hộp chúng ta sẽ còn một vài cái phụ kiện nữa. Các bạn sẽ có một cái case, tất nhiên rồi, đây là tai nghe True Wireless mà, đúng không? Các bạn sẽ còn có một cái dây sạc, và tất nhiên là có một vài cái form ở đây. Các bạn có thể làm sao mà tùy chọn ra được một cái kích cỡ ear tips nó phù hợp với mình nhất. Vậy thì quay trở lại với sản phẩm của chúng ta thì sao? Đây là cái case và cũng như là cái tai nghe sau khi được nhét vào. Cái case của nó làm dạng kiểu viên thuốc rất là nhỏ nhắn xinh xắn. Nó bé hơn khá là nhiều với các dạng case khác, kể cả những cái case mà mình cảm thấy những cái rất là gọn như kiểu là Pamu Scroll lần trước, thì mình cũng thấy rằng là cái case này nó bé rất là nhiều. Cái này thì các bạn có khi có thể bỏ quên ở đâu đấy chứ, bởi vì nó rất là bé. Bé vãi. Úi dồi ôi, nhưng mà chắc lắm, các bạn thấy không? Mình cậy mãi mới được. Đấy, cái case này thì mặc dù rất là bé nhưng mà rất là chắc chắn. Nó cũng đồng thời, tất nhiên rồi, là cái phần đế sạc luôn. Các bạn chỉ cần cắm điện vào là sạc ngay. Và nó sẽ có một cái nút bật ở đây, các bạn bấm vào phát thì bắt đầu điện nó mới vào. Nó sẽ không tự động sạc nhá, các bạn phải bấm một cái nút hình có nút nguồn đây, nó sẽ sạc lên đèn đỏ. Nó rất là dễ sử dụng, chẳng có gì cả. Và cái thời lượng pin của chiếc tai nghe này nó sẽ là khoảng độ 2 tiếng sạc nếu như các bạn hết sạch pin. Và nếu như các bạn nghe nhạc thì nó sẽ được khoảng độ 3 tiếng rưỡi, còn nếu mà đàm thoại thì khoảng 4 tiếng. Nhưng mà mình nghĩ là có một cái này rất là hay, đó là cái chiếc tai nghe này có một cái tính năng, đó là hai bên đều có thể đàm thoại được. Cho nên những bạn nào mà có thói quen là chỉ để nghe gọi thôi ấy, mà các bạn muốn mua một cái tai nghe chất lượng nghe gọi nó cũng tương đối tốt, thì các bạn dùng cái tai nghe này, các bạn nghe từng bên một, thì cái thời gian nghe nó sẽ là gấp đôi, đúng không nào? Mà đặc biệt là có khi nó còn vĩnh cửu luôn, bởi vì là các bạn nghe một bên, sau các bạn để sạc cái còn lại, sau khi là cái còn lại đầy thì các bạn lại bỏ cái kia ra, các bạn cắm vào, cái tóm lại là không bao giờ hết pin. Cho nên là nếu mà để đàm thoại thì mình nghĩ rằng là cái việc mà cả hai bên đều có thể nghe được là một điều rất là hay. Vậy thì bàn về chất âm thì sao? Cái chất âm của chiếc tai nghe này thì ngay từ đầu tiên khi mà mình mới nghe thì mình cảm giác có một cái vấn đề như này, đó là mình thấy nó hơi bị hẹp một tí, âm thanh nó không được thoáng cho lắm. Nhưng mà nếu mà xét riêng về từng giải thì mình nghĩ rằng là nó cũng khá là ổn. Các cái giải bass của nó thì xuống không được sâu lắm, cái phần sub bass thì nó đánh nói chung là hơi bị trà la một tí, nhưng mà nó lại không xuống quá sâu. Mình nghe một số bài kiểu cái tiếng bass thùng 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 kiểu Ptolemas của Stromae ấy, thì cái bài đấy thì cảm giác như là cái tiếng bass nó không thực sự là sướng lắm như khi mà các bạn nghe bằng những mẫu tai nghe mà có cái chất lượng giải bass nó ngon hơn. Còn cái giải mid và giải treble thì nghe rất là tốt, không bao giờ có tình trạng bị sip. Nói chung là các bạn nghe sẽ cảm thấy rất là thoải mái. Cái tiếng vocal đều cực kỳ nổi. Có lẽ là cái tai nghe này một phần nó hướng đến cái chất lượng giọng nói, giọng vocal nhiều hơn, để khi mà các bạn đàm thoại nó dễ hơn. Cho nên là khi mà các bạn nghe những cái bài hát mà kiểu ballad, kiểu vocal, mình nghe những cái bài kiểu như là Cry Me A River của Justin Timberlake bản cover mà bản acoustic ấy, thì cái tiếng vocal nó rất là nổi mà nghe rất là truyền cảm. Nên mình thấy đây là một trong những cái ưu điểm rất là tốt của chiếc tai nghe này. Vậy thì chốt lại là nếu như để hỏi về mình một chiếc tai nghe có
mức giá ngon này, bây giờ khoảng độ 690.000. Nhưng mà nếu mà các bạn mua ngay trong tháng này tại Tai Nghe Việt ấy, thì các bạn mới có mức giá 690.000. Còn nếu mà hình như là hết tháng 12 thì nó phải lên khoảng độ hơn 800 gì đấy thì phải. Nên là nếu các bạn muốn mua thì nên mua ngay. Ngoài ra nữa thì cái tai nghe này nó còn nổi bật ở cái việc đó là nó sẽ có thể đàm loại hai tai. Cho nên bạn nào mà nếu mà muốn chất lượng nghe thoại các thứ thì các bạn có thể sử dụng cái chiếc tai nghe này. Nhưng mà các bạn lưu ý rằng là khi mà những cái mẫu tai nghe mà nó ở tận trên này ấy, thì các bạn sẽ phải nói hơi to một chút. Nếu như các bạn ngồi trong ô tô hay là các thứ thì các bạn có thể đàm thoại rất là dễ. Còn nếu ở trong một môi trường lớn thì các bạn sẽ phải nói hơi to. Đấy là những cái ưu điểm lớn nhất của chiếc tai nghe này. Một chiếc tai nghe có mức giá rẻ, chất lượng đàm thoại tốt và chất lượng âm thanh đạt mức chấp nhận được, hoàn toàn ổn với mức giá là chỉ khoảng 700.000. Các bạn nghĩ sao? Đặc biệt đó là còn nhỏ nhắn xinh xắn như này nữa chứ, cất vào túi rất là dễ. Video này là hết rồi, hy vọng là mình đã giới thiệu một cái sản phẩm hấp dẫn cho anh em. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn cho các số Audio Choice tuần sau. Nhớ là đường link mua hàng mình để bên dưới phần mô tả nhá. Ui 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 ui.